Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì trước mặt các bạn đây là một web kiếm coin, không những kiếm ở Bitcoin mà kiếm rất nhiều đồng coin miễn phí. Thì ở những cái web như thế này thì các bạn nhìn thì tưởng chừng như là mình đã từng giới thiệu cho các bạn rồi, nhưng thực sự là nó không phải, nó là web khác. Và hôm nay mình sẽ có bài giới thiệu cho bạn ở web này và đi rút tiền cho nó, và cộng với lại so sánh với cái web mà tương tự như web này mình đã từng giới thiệu cho các bạn. Và các bạn có thể nhìn thấy ở trên web nó bảo luôn là đăng ký ngay và kiếm lên đến 800 Satoshi Bitcoin. Thì mình muốn nói cho các bạn là thường thì những cái web này nó quảng cáo cái gì hoặc nó nói cái gì thì mình để tiêu đề, mình cũng để tiêu đề hệt như nó. Thì nó nói như thế thì mình cũng để tiêu đề hệt như thế thôi, chứ mình cũng chả có gì là giật tít cả. Mình nói thẳng là giống hệt tiêu đề của bên trong nó nói cái gì thì nó quảng cáo nào mình quảng cáo lại kênh của mình như vậy. Ok, chúng ta đi xem web như nào nhé. Thì các bạn nhìn đây, với web này thì các bạn có thể quay lại kênh YouTube của mình, nó tương tự như là cái web này mình đã từng giới thiệu cho bạn. Thì web này mình đã rút được về rồi, thì mình sẽ trước đầu tiên ấy, các bạn có thể xem lại web này để tham khảo. Sau đó thì mình sẽ làm một clip, đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho bạn web này, sau đó thì mình sẽ làm clip so sánh luôn anh em, cho nó khách quan để anh em lên chơi như nào cho nó hợp lý. Ok, reset cho mình đăng ký. Ok, thì ở phần mail các bạn đăng ký này nhá, name bạn không loát được cái dưới này à? À đây, đây loát đây, phải kích vào cái chỗ phần này này mới kéo được cái ấy lên. Ở dưới lại kích cái phần ấy này, vì căn bản là chuột mình nó là chuột cho mắt, đâm ra nó loát cũng không được. Loát để cho lên cái phần chỗ đăng ký trên dưới này. Ok. Ok, kìa. Mạch lỗi. Đây đây. Lỗi rồi, loát lại. Những kiểu miễn phí này thì bao giờ cũng phải chấp nhận anh em, phải không? Hàng cho chơi miễn phí mà. Thì đương nhiên chúng ta phải chấp nhận theo nó bảo cái gì là ấy là bảo. Thì bởi vì những cái con này nó sinh ra để nằm ngửa rồi, nó bảo nó chỉ biết nằm ngửa thôi, không bạn không để yêu cầu nó được quá nhiều thứ. Hàng chưa miễn phí à? Ok, xong điền mail lại nhé. Ok, xếp lại đi, xếp thì tự nhiên nó nhảy vào đây không, nhảy không, đợi một chút nó loát. Loạt lộn thế, đây loạt đây. Mà lại cái code này. Nhiều. Login. Ok, vào đi em ơi, vào đi em ơi. Không biết là dạo là mạng hay là máy tính mình, các bạn có thể test thử. Thực ra cái việc mà nó bảo là lên tới 800 Satoshi này, đó là cái việc may mắn ở bên này. Thì mình sẽ đi từng phần một, cái web này mình sẽ giới thiệu ở cái cùng web này. Thì hai thằng cùng song song với nhau luôn để chúng ta có bài so sánh và hướng dẫn nhau. Đấy nó đây. Cái thằng này thì hiện tại mình đang pending mãi không về. À thực ra mình vừa pending thôi, chưa thấy gì cả. Đầu tiên là cái phần thưởng ở trong cái ticket. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là bên thằng này là 800. Còn bên cái thằng cũ mình giới thiệu cho bạn là chỉ là 653 thôi. Thì về vấn đề ticket thì là nó đã hơn cái phần thưởng rồi, nhưng mà tỷ lệ để anh em trúng cái 800 này nó là tỷ lệ rất là nhỏ, chứ không phải là ấy đâu, hiện tại là 0%. Ok, phần mini task này có nghĩa là phần nhiệm vụ nhỏ.
thì ở bên thằng này nó sẽ không có nhiệm vụ nhỏ cho các bạn. Đấy, nó sẽ bỏ mất cái phần này, nhưng mà dù sao cái phần mini task này. À, đầu tiên các bạn phải cài đặt wallet cho mình đã. Cài đặt ví. Đây, ấn vào cái phần ví này nhá. Thì đương nhiên ví như mọi khi vẫn là như vậy. Nào, ví huyền thoại này đây, Pocket Hertz, các bạn bắt buộc phải dùng ví này. Thì đối với cái thằng này này, nó chỉ hỗ trợ trên LTC, Dogecoin và Bitcoin thôi. Thì với thằng này thì nó lại hỗ trợ cao hơn Bitcoin, Bitcoin cạc, Bitcoin đua, Dash cạc, Dogecoin và ETH, Litecoin. Đấy, nó hỗ trợ nhiều đồng coin hơn. Ở bên thằng này thì đương nhiên hỗ trợ nhiều đồng coin hơn. Thì đấy, tùy các bạn. Thì ấn vào thôi thì cứ ở đây mình có nhiều ấy quá. Nhiều địa chỉ ví. Thôi rồi, mình sẽ áp địa chỉ ví vào cho các full vào cho các bạn. Để các bạn xem, anh em xem. Áp vào, copy. Cái thằng bên kia thì đang rút không về đấy. Không phải không về mà chậm hơn hôm qua. Hôm qua mình rút phát là ăn ngay, hôm nay thì rút nó chậm, pending mãi không phải vì coi cạc được rồi. Thực ra ở trên những cái ví này các bạn, nếu mà bạn là người mới, tốt nhất là ấn vào đây này, deposit này, lấy luôn thẳng địa chỉ ví này. Còn sau chúng ta tính sau, khi các bạn đủ level rút giết các kiểu thì chúng ta tính sau, lấy thẳng luôn thằng này đi. Bitcoin Cordua. Cứ lấy thẳng cái deposit đấy mà cho mình, không cần phải quan tâm nhiều, có bị full hết chỗ này đi em ơi. À, tiếp theo là cái gì? Dog. Nói chung là các bạn nào thích ăn thịt chó. Hôm nào mình sẽ có bài phân tích chi tiết cụ thể là tại sao lên kiếm dog và tại sao lên kiếm Bitcoin. À không phải, mà là tại lý do gì mình lại khuyên các bạn. Các bạn có thể xem lại kênh YouTube của mình từ rất lâu từ trước, mình đã khuyên các bạn kiếm dog rồi. Và có một thời dog nó cũng cắn thuốc lên giá gấp 10 lần trong thời kỳ điểm hiện tại bây giờ ấy, giá gấp 10 lần. Chưa kể nói là ở thời điểm hiện tại thì giá Dog cũng đã cao hơn là so với năm ngoái. Cái đấy thì là điều đương nhiên rồi, nhưng mà cái thời mà nó lúc nó cắn thuốc ấy cao gấp 10 lần thời kỳ điểm hiện tại. Có nghĩa là ngày xưa mà bạn đang sở hữu 1 đô Dog thì bây giờ cao gấp 10 lần thì coi như là bạn đang sở hữu 10 đô ở cái thời điểm mà nó cắn bay như kiểu mùa ấy. Ok, chúng ta ấn update này cho mình nhé. Đấy. Quan trọng là các bạn cài full ví cho mình. Đầu tiên cài full ví đấy, xong rồi đăng này. Đấy, như thế này là chấp nhận các bạn đã cài đúng ví thì nó mới hiện tất cả toàn bộ như này. Ok, mini task. Cái phần nhiệm vụ này thì mình đánh giá không cao lắm. À quên. Tiếp theo là phải update cái phần setting này đã. Có nghĩa là cái phần quảng cáo mà các bạn đặt thì đây là có 3 sự lựa chọn cho việc cái dạng quảng cáo thì thôi, mình cứ thấy màu xanh tắt này, nhiệm vụ này, forward. Đấy, các bạn đặt lấy cho mình một cái, xong rồi save setting vào cho mình. Đây, đây option 1, đang ở option 1 à. Select option 1. Ok, done. Thì đấy, các bạn vào đây, phần mini tag này nó sẽ có nhiệm vụ cho các bạn. Save lại ở phần này nha, save quảng cáo này. Đấy, select bullet, đây, get. Đây, Bitcoin forecast 8 Satoshi when this. Select coin one. À, có chọn loại coin mà bạn muốn boilers. Thì đây chỉ có mỗi Bitcoin forecast và 8 Satoshi 1 đến 10 ticket và Bitcoin cạc à. Không có nhiều nhỉ. Đấy, các bạn có thể follow cái này để làm cái này. Nhưng mà tiếp theo là phần web miner. Thì web miner này đào trên web. Thì việc đào trên web này nó thường là những cái web như này nó chỉ là bổ sung vào thôi. Từ cái tốc độ cho đến độ ổn định của nó đều rất là kém, đâm ra anh em có thể tham khảo thôi, chứ còn tốc độ và ổn định mình cũng đã phân tích ở cái web này rồi. Hai cái web này thì chức năng hai như này nó như nhau, đều có web miner cả, và cái tốc độ và độ ổn định của nó thì tốc độ thì có thể nó sẽ nhanh hơn, hoặc nhưng mà mình nghĩ không nhanh đâu. Tốc độ thì sẽ không nhanh bởi vì đây này các bạn có thể nhìn thấy một Satoshi. Mình đã phân tích ở web kia rồi, mình ấn start này cho các bạn xem nhé. Nhìn này, một Satoshi tương đương với 10.000 HZ complex, có nghĩa là cái 10.000 HZ là cái tổng số chỗ này này. Đấy, các bạn nhìn 2 này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, các bạn nhìn em chờ bao giờ được 10.000, stop đi, không thể đào được ở chỗ này. Đó là tốt nhất không nên chơi. Đấy, về lời khuyên của mình
Bởi vì về việc đào sử dụng CPU thì mình có quá nhiều guest ngon nghẻ hơn để giới thiệu cho các bạn rồi. Các bạn hãy xem lại kênh YouTube của mình quá nhiều, hoặc là xem link ở phần mô tả bên dưới có đào của Google ấy. Đào của Google nó sẽ, tuy là Google nó cho không cao nhưng mà độ ổn định của nó thì quá tuyệt vời luôn. Cái độ ổn định và độ rút tiền của nó thì gọi là tình yêu, nó gọi là giống như kiểu bạn ăn cơm và ăn phở ấy. Thì Google nó giống như cơm, còn phở thì tuy nó là đẹp đấy nhưng mà nó là thứ mà bán đầy ngoài chợ. Ok, thì chúng ta tiếp theo là tới phần Pocket. Kích vào đây Pocket. Thì Pocket của hai thằng nó cũng giống nhau thôi. Nó sẽ cho đây Pocket, nó cho các bạn lựa chọn là Bitcoin, Bitcoin cạc và Dogecoin. Nhưng mà cái ba cái kia ấy thì cái này mình nghĩ rằng nó tương lai thì nó sẽ update. Còn ở bên thằng này ấy, thì nó sẽ cho bạn forecast của ba Bitcoin, Dogecoin và Litecoin. Khác ở bên thằng này là có Bitcoin cạc đây, hai thằng nó khác nhau ở chỗ điểm đấy. Ôi ấn vào mạng mới chả mõ. Thằng nào đang xem phim Nhật không biết. Thằng nào nó muốn đi du học Nhật không biết. Anh em dạo này hình như muốn đi du học Nhật nhiều quá, sao mạng mới chả mõ này còn loát mãi không được cái ấn đây để cho các bạn biết là cái Get Satoshi. Về mặt Get Satoshi thì các bạn có thể trải nghiệm luôn ở cái thằng web cũ này là 20 Satoshi cho mỗi 2 phút lan forecast 20 Satoshi nhá. Còn game thì mình chơi đen lắm, các anh em có nào có thể về chơi game với kiểu lucky may mắn xong kiểu đặt cược ấy, kiểu game chơi đen lắm, game đen chơi toàn mất tiền đấy, chán thua. Đây cái forecast, còn cái thằng để đợi tí để cho bạn nhìn số tiền mình nhận được luôn. Ôi loát này, loát mãi không được ạ. Mà thế này thì chết con nhà người ta. Đành phải ở đây được rồi. Ô không hiện quảng cáo gì hết ta. Chỉ cần điền mỗi cái kia nó không giống như thằng này bay quảng cáo tứ tung này. Thằng này bay quảng cáo kinh lắm. Thằng này nó được phát 8 Satoshi luôn nhưng mà nó không bay quá nhiều quảng cáo. Ấn forecast lại nào. Nó không bay quá nhiều quảng cáo nhưng mà cái thời điểm này mình làm kênh nó lúc nào nó cũng bị ấy. Thì các bạn có thể nhìn đây. Ở cái thằng cũ mình giới thiệu cho bạn, min rút của nó là 100 Satoshi và các bạn nhìn thấy đây là nó đang bending và mãi không về. Đây mình sẽ rút, đây là bending mãi không về. Mình sẽ ấn vào đây cho bạn xem. Cái đây, min rút của nó 100 Satoshi. Nhưng mà đối với thằng này thì hoàn toàn không có min rút, ấn vào phát về luôn. Ấn Bitcoin, đấy, nhập cái đấy vào. Vậy, what? Cái gì mà quá. Cái enter baby. Thì ở phía thằng này thấy nó trả ít hơn đấy, 8 Satoshi. Oh view. Oh, bên này loát cũng chậm chứng tỏ này. Đây 8 Satoshi vừa ấy. Thì đây là sự khác nhau giữa hai thằng này. Đó là một thằng cũ mình giới thiệu cho các bạn thì nó phải có min rút là 100 Satoshi thì mới về. Mà hiện tại thì nó đang rút còn không về thế này. Nó đang bending ấy. Cầu mong là nó sẽ về nhưng nó đang bending. Còn cái thằng mới mình giới thiệu cho các bạn thì không hề có min rút, bay thẳng về luôn. Và cái forecast và tất cả mọi thứ thì đều hoàn toàn giống nhau cả. Nó chỉ có sự khác biệt như vậy thôi. Có nghĩa là cái phần ticket nó sẽ cho cao hơn. Nhưng mà cái để mình xem dog nó có cho bao nhiêu dog. Để mình forecast thử dog nhé. Bản chất hai thằng giống nhau các bạn nhìn này, như anh em song sinh. Khác mỗi tên. Và cái chấp nhận trả thưởng. Bởi vì những kiểu quét như này của mình sẽ giới thiệu cho các bạn rất nhiều sự lựa chọn cho anh em để chơi miễn phí. Nếu mà chơi miễn phí thì có quá nhiều sự lựa chọn, mình làm không bao giờ hết luôn. Chẳng qua con nào ngon, hàng nó ngon nghẻ một tí. À thằng này có một lửa thằng kia luôn, cho bằng một lửa thằng kia luôn. Thằng kia nó còn được 4, thằng này được có 2, một lửa luôn.
Về cơ bản thì thằng này sẽ là thằng backup cho cái thằng này, nếu như mà cái chỗ tiền này của mình rút nó vẫn pending không về, hoặc các bạn rút không thấy về, thì thằng này nó sẽ là thằng backup. Các bạn anh em có thể tham khảo, hoặc là các bạn có thể quay lại kênh của mình, có thêm một thằng nữa cũng rất là ngon. Những cái thằng này thực ra nó làm miễn phí hoàn toàn, và lý do tại sao nó không pending không về, lý do tại sao nó scam, đó chính là kiểu dạng những web như này là những web cho các bạn miễn phí. Thì giống như kiểu nhà vua đang phát tiền miễn phí, thằng nào nhanh thì thằng ấy được, mà thằng nào chậm thì thằng ấy thôi nhịn. Và sau khi nó vua bây giờ chỉ có từng đấy gạo thôi, vua phát hết gạo hoặc vua ban hết thịt chó cho các bạn rồi. Bây giờ cứ bạn giống như kiểu là nhà hàng hôm nay giảm giá miễn phí, thì anh em nào cứ đến mà ăn kinh khủng như thì trượt hết nhà hàng, nó đóng cửa sập tiệm chứ còn gì nữa. Các bạn cứ hiểu tưởng tượng thử nhà hàng nào mà hôm nay buffet miễn phí hoặc buffet giảm còn bao nhiêu đấy, thì xem nó có sập tiệm không, quá sập. Thì giống như những cái thằng này cũng thế thôi, dù quảng cáo miễn phí kiểu gì thì nó cũng ấy thôi, rút tiền về đã. Nhưng mà tốt nhất là các bạn nhường nhau chơi, đừng có mà vừa ấy xong lại vừa rút cho mất công. Mình đây rút là cho biểu tượng cho các bạn xem thôi, chứ còn anh em lên tích vào rút cả thẻ. Thì mình nghĩ thằng này nó đang pending như này là cái lượng balance của nó đang hết, thì khi balance của nó hết thì nó sẽ không rút được nữa. Còn thằng này thì nó khác, thằng này thì nó balance của nó vẫn còn. Mình đang nghi rằng là cái thằng kia chết và thằng này nó ra để thay thế cho nhau, có nghĩa là thằng này ra thay thế cho thằng này. Bởi vì các bạn hiểu đấy, nhà hàng này chết, nhà hàng này đang các bạn đến ăn hết tiền rồi, hoặc ăn hết thịt chó nhà người ta rồi, thì đương nhiên nó phải ra một thằng backup để khác hẳn so với thằng kia, và bỏ hủy thằng kia đi, các bạn cứ chơi kệ tao không còn tiền nữa, kệ mày, cứ đến đây mà ăn, đến ăn xong rồi không có cái gì, cứ vào nhà hàng đấy tự dưng thấy đông tấp lập, nhà hàng ấy vẫn có lợi, mà vì nhà hàng ấy nó có cũng vào đến nơi thì chả có cái gì mà ăn, thì đương nhiên là nó sẽ tất cả chủ nhân nó sẽ quay ra nhà hàng mới này, và nó sẽ như thế này đây đấy. Mình cũng không biết là như nào, nhưng mà hiện tại đang không rút được, hôm qua rút được đây, các bạn nhìn thấy hôm qua vẫn rút mà hôm nay đang pending, thì mình cũng không biết là thế nào, bây giờ là nó cho miễn phí thì phải chấp nhận theo nó thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình, bạn nào chưa ấn subscribe nhớ ấn subscribe ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Thì web như thế nào thì ở đây cũng có một cái web tương tự nữa thì các bạn có thể tham khảo đây này, kiếm tiền nào ở cái web này này đấy, anh em có thể tham khảo và chơi rất nhiều các tính năng để tham khảo thêm. Ok, cảm ơn bạn.